có nên lắp hạ tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh. Máy nước nóng là thiết bị được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt và làm việc hiện nay. Tuy nhiên, các thiết bị điện khi sử dụng luôn phải quan tâm đến vấn đề an toàn. Trong đó, việc lắp thêm phụ kiện chống giật cho máy nước nóng khiến nhiều người băn khoăn. Vậy có nên lắp hạ tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Vai trò của việc lắp hạ tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh máy nước nóng thường được sử dụng trong môi trường ẩm ướt nên rất dễ xảy ra tình trạng dò dỉ điện gây nguy hiểm. Việc sử dụng thiết bị ạ tố mặt chống giật giúp bình nóng lạnh những lợi ích như khi dòng dò vượt quá mức cho phép, ạ tố mặt tự động ngắt dòng điện giúp quá trình sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả hơn, hạn chế được tình trạng chạm điện xảy ra bên trong thiết bị, từ đó giúp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dùng và phòng tránh được tình trạng cháy nổ. Hệ thống thiết bị điện được bảo vệ an toàn, khắc phục được các trường hợp dò dỉ nguồn điện ra bên ngoài. Khi chập điện thì tại vị trí chập sản sinh ra nhiệt làm phát sinh việc cháy dây dẫn và gây hỏa hoạn với mạng lưới điện. Thiết bị ạp à tổ mặt chống giật giúp phát hiện ra tình trạng trên để ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, ạp à tổ mặt chống giật còn giúp tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn nhất khi sử dụng máy nước nóng. Vai trò của việc lắp ạp à tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh. Tác dụng của ạp à tổ mặt chống giật. Hướng dẫn lắp đặt ạp à tổ mặt chống giật cho máy nước nóng. Việc lắp dây chống giật cho máy nước nóng có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau. Bước 1 chuẩn bị bộ chống giật và dụng cụ đầu nghề cần thiết như điện, bút thử điện, băng dính điện. Bước 2, ngắt toàn bộ nguồn điện trước khi lắp đặt để đảm bảo an toàn. Bước 3, tháo mặt bảo vệ, khu vực đấu nối ở máy nước nóng. Bước 4, tháo và rút bỏ ạp tô mặt cũ đã bị hỏng, nếu có. Bước 5, nối dây chống giật vào các đầu tương ứng của mình. Cụ thể dây màu xanh và nâu được đấu vào dơ le còn màu xanh vàng được đấu vào vỏ bình bằng kim loại. Bước 6, lắp đặt lại mặt bảo vệ và kiểm tra ạp tổ mặt có hoạt động không trước khi sử dụng. Nên làm gì khi cần lắp hạ tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh? Có nên tự lắp hạ tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh tại nhà? Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ạp tổ mặt chống giật khác nhau tương ứng với từng loại máy nước nóng. Mỗi loại thiết bị này đều yêu cầu các lắp đặt khác nhau. Nếu lắp đặt sai có thể tạo nên các lôi hư hỏng nặng khác và ạp tổ mặt cũng không thực hiện được hiệu quả vốn có của mình. Trên thực tế, việc lắp đặt các thiết bị như ạp tô mặt chống giật đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ năng và đầy đủ dụng cụ. Do đó, nếu tự ý thực hiện tại nhà trong khi không có đầy đủ kiến thức chuyên môn và dụng cụ chuyên dụng sẽ dễ dẫn đến những tình huống không mong muốn. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn hãy nhanh chóng liên lạc ngay với các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng chuyên nghiệp. Dịch vụ sửa máy nước nóng lạnh ở đâu tại TP Hồ Chí Minh nhanh chóng và uy tín. Có rất nhiều đơn vị điện lạnh sẵn sàng giúp bạn lắp đặt tạo tổ mặt chống giật cho máy nước nóng. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đảm bảo an toàn, chất lượng và uy tín khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đừng lo lắng, trung tâm điện lạnh Lý Mổ Xạ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Với những ưu điểm vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh như cung cấp dịch vụ nhanh chóng đến với khách hàng chỉ trong vòng 30 phút sau khi tiếp nhận thông tin từ tổng đài trên địa bàn toàn thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng các linh kiện chính hãng 100%, có chính sách bảo hành dài hạn và đảm bảo an toàn cho người dùng đội ngũ kỹ thuật viên trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, kỹ thuật được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, chất lượng để đảm bảo quá trình lắp đặt được diễn ra nhanh chóng, đúng kỹ thuật và an toàn. Các quy trình cung cấp dịch vụ của lì mổ xạ liên quan đến máy nước nóng luôn được cải tiến để đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và nhanh chóng. Lì mổ xạ còn chú trọng đến các dịch vụ hậu mãi như giảm 10% hóa đơn cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo tại trung tâm. Dịch vụ lắp đặt tạo tổ mặt chống giật tại TV Hồ Chí Minh nên nhờ các đơn vị chuyên nghiệp để lắp đặt ạp tổ mạt bình nóng lạnh. Rõ ràng rằng, Lý Mổ Xả không phải là đơn vị duy nhất tại TP Hồ Chí Minh cung cấp các dịch vụ về máy nước nóng. Tuy nhiên, Lý Mổ Xả cam kết đem lại cho quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với mức giá cạnh tranh trên thị trường. Đừng ngại ngần liên lạc với Lý Mổ Xả qua số hồ lại nạ 19002276 hoặc 0933 599 211 để được tư vấn kỹ càng hơn. Lưu ý khi lắp và sử dụng ạp tổ mặt chống giật cho bình nóng lạnh. Dưới đây là một số lưu ý liên quan đến việc lắp đặt và sử dụng ạ tổ mặt chống giật mà các bạn nên tham khảo. Kiểm tra ạ tổ mặt thường xuyên và toàn bộ máy nước nóng định kỳ để xem hiệu quả hoạt động và phát hiện sự cố để khắc phục kịp thời. Nên lắp đặt cầu dao có độ nhạy cao để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt thường xuyên. Hạn chế việc sử dụng máy nước nóng liên tục 24/24 24 vì dễ dẫn đến việc hoạt động quá tải gây hư hỏng. Tốt nhất nên bật máy hoạt động trước khi sử dụng 15 phút nên mua ạp tổ mặt chống giật chính hãng tại các cơ sở địa